Đây là cảnh mọi người đang tìm đường về miền Tây á mọi người, ở trên quốc lộ 1 ở huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh ha. Đây là trước thị trấn Tân Túc, Bình Chánh. Đây là người dân đang kẹt trên đường về quê ha. Quá trời. Cái chị này có em bé nữa nè. Mình có test Covid chưa chị? Mình có test Covid chưa? Em hỏi dương tính em à. Dạ. Khỏi bệnh dương tính á, được xuất viện rồi. À, khỏi bệnh dương tính được xuất viện. Dạ. Ba mẹ con giờ về đâu? Em ba mẹ con đi về Kiên Giang. Kiên Giang rồi hả? Dạ. Đi Kiên Giang mà chạy xe máy luôn. Dạ. Xa lắm đó ta. Vâng. Ở trên đây sao giờ thành phố mở cửa sao không ở lại? Dạ. 4 tháng nay ba mẹ con em ở phòng á, không có ai cung cấp gì hết trơn á. À. Rồi tiền sinh hoạt này kia, tiền chỗ chở không bớt một đồng nữa. Đó thì á, ông chủ nhà chợ còn giao ghi tiền điện, tiền nước lấy từng cắt luôn á. Dạ, đi ở phường nào vậy? Dạ. Phường nào? Dạ, xã Cảm Anh Hai. Cảm Anh Hai, xã Bình Chánh. À, ở xã Bình Chánh. Dạ. Huyện Bình Chánh chứ. Vâng, mình tránh. Là mình sau khi mở cửa thì mình cũng chưa thấy được việc làm mình về hả? Dạ. Hồi trước chị làm gì? Em đi làm công ty. Công ty hả? Vâng. Công ty chưa có kế hoạch mở lại. Chưa. Tại em khỏi bạn nhớ rồi, người ta nói là đăng ký vào công ty á, mà người ta nói là chưa có hàng nhập vô á, nhập vào trong công ty, trong xưởng nên chưa có hàng để làm. Mà có làm người ta cũng chưa có xách ra được. Là cũng chưa xuất đi nước ngoài được. Công ty may mặc hả? À, đinh tai ạ. Đinh tai hả? Vâng. Bên thun sơn tài á, đế tài á. Vậy là 3 tháng vừa rồi mình không có, không được hỗ trợ gì dạ, nữa. Không. Tiền lên đây làm mới mấy tháng, cái tiền gửi trẻ em á, 2 triệu một tháng. Rồi chưa tính tiền sữa, tiền ăn, cơm, nước, nhà cửa nữa. Sao đi ba mẹ con thấy ông xã đâu? Dạ, đó. Ông xã đi sao? Test Covid hết chưa gia đình mình? Dạ, test hết trơn rồi, chồng em cũng tiêm 2 mũi rồi. Vậy là giờ khó quá rồi, về quê thôi ha. Dạ. Về ở bên nội hay bên ngoại? Dạ, bên nội, bên ngoại xa lắm. Ngoại dạ. Tới ngoài Bắc lắm. À, nghe giọng biết rồi đó. Dạ. Dạ rồi ăn qua đi. Cảm ơn chị nha. Đa số người dân ở Sài Gòn đều gặp khó khăn, dù là đã mở cửa trở lại rồi nhưng mà người dân vẫn không thấy cơ hội việc làm, thu nhập không có. Sau 3 tháng thì dịch vừa thì người dân sẽ về quê. Rất là cực ha, nắng thôi. Từ đêm hôm qua là người dân đã xuống tới đây rồi nhưng mà bị kẹt lại. Và sáng nay thì mới được giải quyết là sẽ được về nhưng mà không biết như thế nào đây. Để con. Cô ơi, con hỏi chút nè, mình ở Sài Gòn mình mở cửa lại rồi đó, sao mình không ở, mình về quê con? Phải thất nghiệp anh ơi, 3 tháng trời, 4 tháng trời ở không trọ, không có ai hỗ trợ được cái gì hết. Chưa nhận được cái gì không luôn. Có được, có gì hết, không tin lên hỏi phòng trọ thử coi có không. Ở phường nào, phường nào? Ở Bình Trung Thắng, phường Bình Thắng. À. Khu phố Trung Thắng, phường Bình Thắng, thị xã Di An, tỉnh Bình Dương. Là mình làm công dân hay gì? Bằng hồ. Bằng hồ. Giờ ở trong phòng trọ không, giờ thất nghiệp thì không có việc làm, rồi giờ nghe cho về, về mừng quá, về luôn. Đâu có hỗ trợ được cái gì đâu. Về quê thì mình làm gì? Về thì mình
mình sống thì có gì mình mặn ở dưới mình sống chứ bây giờ ở trên này mà ở trên này rồi lỡ mà mốt có gì nữa thì cái đâu hỗ trợ mình ở đâu nằm trong đó nữa thì sao. Quê mình là ở tỉnh nào? Bạc Liêu. Mình làm ở Sài Gòn bao nhiêu năm rồi chú? Làm cũng đi lên đi xuống cũng 9 năm rồi. 9 năm rồi. Mà đi lên đi xuống là mình ở khu trọ hay gì? Trọ. Dạ. Ở trọ. Là suốt 3 tháng rồi là mình không có thu nhập gì luôn. Không có cái gì đó. Dạ. Giờ gần như cạn kiệt rồi về luôn. Về luôn. Hết tiền rồi đó. Phòng trọ thì đóng bây giờ nãy sáng về còn nói không thiếu lại điện nước nữa. À còn thiếu điện nước. Đóng không nữa. Có được miễn giảm gì không phòng trọ? Không gì đâu. Ủa mà sao mấy gói trợ cấp mà mình không được, mình có nói phường không? Có ra phường cái ông phường cái kêu lại gặp trưởng khu phố. Trưởng khu phố cái trưởng khu phố cái lại gặp cái gì ngoài khu phố đó. Yeah. Ai ông bát qua bát lại không? Tôi nói thôi vậy thôi luôn. Giờ mình tóm lại là gói nào cũng không có. Không có, mình người dân mà mình đâu có biết đâu. Không tiện qua bát lại mình đâu biết đâu. Yeah. Dạ, hai người là về quê. Không có lỗi. Điện mà sáng giấy chứng minh đang coi mở không. Rồi điện rồi. Đang được đi thì sao nè, mình test Covid chưa? Đi lại đây nè. Lại test trong này. Hôm nó giữ rồi hôm là nó test trong phường rồi, trong chỗ trường học nè. Giữ hôm chổng đem rồi. Là từ đêm qua tới giờ là cô chú ở đây rồi. À. Là kẹt ở đây xong rồi ở đâu? Từ sáng ngày hôm qua tới giờ đó. Tối qua ở đâu? Ở nó giữ vô chỗ cái trường học gì lần này nè. À là vô trong trường học. Cái này về đâu hả? Để bà Thư nó vô cái test Covid không về trước đây cho. Dạ cảm ơn chú nha. Chúc chú thu lộ bình an. Về đâu có tiếp nó rồi. Cảm ơn. Các gia đình. Người dân nhốn nháo không biết như thế nào nè. Có cái bảng ra Bến Tre không chỉ vậy đó. Trời ơi, người dân đồn rồi đưa nhau về quê. Chú ơi mình về đâu vậy? Anh về đâu vậy? Về tới tỉnh nào? Được test chưa? Rồi, đầy đủ. Tức là sáng mình mấy giờ mình ra đây? Mình giờ test rồi ở trong phòng không tới giờ luôn, giờ đi ra về nó có phải đón đón rồi về chạy ra về. Đó qua công ty mà chúng mưa quay về qua đi. Đó mà bữa nay nhiều hơn. Đây người dân sau khi test thì sẽ được các chiến sĩ cảnh sát giao thông dẫn đường để về quê như mọi người. Anh test chưa? Có kết quả âm tính không? Mình về tỉnh nào anh ha? Bạc Liêu hả? Yeah. Ủa mà sao mình không ở Sài Gòn, sau khi mà hết dịch thì Sài Gòn mở cửa lại á? Tại không có việc làm 4 tháng anh. À là anh là công dân. Anh làm công dân vợ cũng đi lời luôn. Dạ. Yeah. Mà vợ con thì đang sinh vợ mà khó khăn. Tức là hết dịch nhưng mà công việc mình vẫn chưa có mở cửa lại nhưng mà mình vẫn chưa có việc làm. Yeah.